Những xu hướng tình dục như đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới vốn đang được xã hội ghi nhận và để tâm gần đây dường như chỉ thoát ẩn thoát hiện và không nhận được nhiều sự chú ý trong suốt chiều dài lịch sử. Nhưng có thật là người Việt Nam không để tâm tới những xu hướng này? Hay còn ẩn chứa lý do nào đó? Một số di vật trước thời Bắc thuộc chỉ ra rằng tính dục được xem như là một điều lành mạnh và thuận với tự nhiên. Như lễ hội địa phương khuyến khích việc khám phá tình dục cũng như hoạt động tình dục và không hề có sự bài xích đối với quan hệ đồng giới. Đến thế kỷ thứ 2, hai tôn giáo lớn là Phật giáo và Nho giáo đã du nhập vào Việt Nam và gây nhiều tác động về mặt tư tưởng. Trong kinh điển Pali không có tài liệu tham khảo rõ ràng về đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, một số tài liệu nghiên cứu chỉ ra rằng tất cả các giáo lý mà Phật giáo dùng đánh giá một mối quan hệ khác giới thì đều có thể được dùng cho các mối quan hệ đồng giới. Và đặc biệt, những giáo lý này không đặt giá trị đặc biệt đối với sự sinh sản. Trái lại, tuy không trực tiếp thể hiện sự bài xích với các mối quan hệ đồng giới, nhưng với chủ trương xây dựng xã hội từ nền tảng gia đình, Nho giáo có vẻ như khó chấp nhận các mối quan hệ khác thường và không thể duy trì nòi giống. Nho giáo đề cao vai trò của người đàn ông, vì thế xã hội dưới tầm ảnh hưởng của Nho giáo khá khắt khe đối với những người đàn ông có xu hướng tính dục kỳ lạ, trong khi không mấy kỳ thị về vấn đề đồng tính nữ. Vào năm 1351, thời Trần, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ ghi lại vẻn vẹn một dòng về việc có người con gái ở Nghệ An đã biến thành con trai. Đến năm 1476, lại có vụ án về hai người phụ nữ, một người đã lấy chồng và một người thì độc thân. Hai người ngủ với nhau, người đàn bà độc thân mang bầu và bị buộc tội là chưa chồng mà chửa. Nhưng quan khám án sau khi tra vấn lại phán xử rằng người này mang bầu là do quan hệ của người đàn bà đã có chồng. Vì thế, cuối cùng người đàn bà độc thân được xử vô tội. Điều đáng lưu ý là vụ án này không hề lên án mối quan hệ đồng tính giữa hai người đàn bà. Trong khi đó, năm 1499, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư lại ghi lại trường hợp của An Vương Lê Tuân, con trưởng của vua Lê Hiến Tông. Ông là một người thông minh, học rộng, sức lực hơn người, nhưng tính tình ngang bướng và thích mặc quần áo phụ nữ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến ông không được truyền ngôi thái tử, dù là con trưởng. Ảnh hưởng của Nho giáo lên các xu hướng tình dục khác lạ vẫn tiếp tục nặng nề cho đến khi người Tây bước chân vào Việt Nam. Quan hệ đồng giới lúc này trở nên phổ biến. Khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, phụ nữ không được phép làm diễn viên và những vai nữ thì thường được đóng bởi những chàng trai trẻ. Khi đi tới các giáp hát Trung Quốc ở phía nam thuộc địa Nam Kỳ, Jacob X đã quan sát thấy có một mối liên hệ giữa những nam diễn viên đóng vai nữ trong các giáp hát với người mại dâm nam đang thịnh hành thời đó. Sự phổ biến của quan hệ đồng giới trong giai đoạn này được lý giải ở nhiều góc độ khác nhau. Trước hết là thuốc phiện. Người ăn nam giàu có hay có quan hệ với các cậu phụ việc trong đội thuốc phiện, vì thuốc phiện có thể khiến người ta quên đi lý trí. Riêng với các ông Tây, họ sợ tục ăn trầu nhuộm răng đen của người phụ nữ ăn nam, lại cho rằng phụ nữ mắc bệnh răng mai nhiều. Trong khi đó, trong mắt họ, đàn ông ăn nam lại rất đẹp và đẹp một cách nữ tính. Tuy nhiên, có lẽ bởi mối liên hệ với người mại dâm thời đó mà quan hệ đồng giới lại càng bị xã hội kỳ thị. Thế kỷ 20 đã có nhiều đổi mới tiến bộ, nhưng tình yêu đồng giới vẫn bị coi là một điều kỳ lạ. Vì thế, nhiều người với tâm trạng bí bách, lạc lõng đã gửi gắm tâm hồn mình vào những vần thơ, khúc ca. Tôi nhớ Vimbau với Verlaine, hai chàng thi sĩ choáng hơi men, say thơ lạ mê tình bạn, khinh rẻ khuôn mòn bỏ lối quen. Theo dòng lịch sử, cách nhìn nhận về vấn đề quan hệ đồng giới cùng những xu hướng tình dục ngày càng trở nên khắt khe. Đến nay, xã hội nhìn chung vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của những tư tưởng trước đó. Nhưng việc xóa bỏ điều luật cấm hôn nhân giữa những người đồng giới vào năm 2015 đã mở rất nhiều tín hiệu tốt lành các bạn nhỉ.